Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thái Hà, là một guitarist, là người sáng lập tạp chí Mix.com và cũng là một người hướng dẫn trong các cái lớp học về studio. Thì tôi đã có hơn 8 năm kinh nghiệm tìm hiểu và làm việc trong cái lĩnh vực âm thanh và sản xuất âm nhạc. Thì hôm nay tôi sẽ mang đến cho bạn lớp học online đầu tiên về Music Studio nằm trong cái series lớp học trực tuyến liên quan tới sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Thì bạn sẽ học được gì trong cái lớp học đầu tiên này? Thì thứ nhất là những cái kiến thức cơ bản về khoa học âm thanh sẽ giúp bạn có cái nền tảng cơ bản vững chắc, là cái cơ sở để tìm hiểu mọi vấn đề liên quan tới âm thanh từ gốc rễ. Và cái thứ hai đấy là bạn sẽ hiểu được các cái vai trò cấu tạo cơ bản và các cái triết lý thiết kế của các cái thiết bị thiết yếu trong Music Studio để bạn có thể lựa chọn, học tập và vận hành một cách hiệu quả. Thứ ba là những cái kiến thức, kinh nghiệm khi mà thiết kế studio trong cái phạm vi lựa chọn phối hợp với trang thiết bị để có thể có hiệu quả tốt nhất cho mọi mức giá thành. Cái thứ tư là xóa đi những cái mù mờ cảm tính phổ biến trong giới studio cũng như là giới âm thanh về thiết bị cũng như là phần mềm. Quan điểm của tôi khi học bất cứ thứ gì thì đều phải xuất phát từ cái việc hiểu rõ bản chất. Thì nhờ đó thì chúng ta mới trở thành những cái người làm việc có mục đích và lý giải được cái cơ sở cho mọi quyết định trong cái quá trình thao tác với âm thanh. Và nhờ đó chúng ta không để thiết bị và đồ nghề làm chủ suy nghĩ và tư duy của mình. Thì tôi hy vọng thì mình sẽ giúp được các bạn những cái điều tương tự